Ý tưởng này cũng được hình thành từ một lời hứa với một người đã khuất, một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Bây giờ tôi chỉ mong người đó có thể thấy và hiểu những gì tôi đang làm. Anh có thể giải thích rõ hơn được không ạ? Xin lỗi bạn, tôi xin phép không trả lời câu hỏi này. Nhìn hai người thật xứng đôi. Cảm ơn anh đã không quên lời hứa. Cậu chúc cho anh thành công và hạnh phúc. Từ nay hai... Mà chỉ có khuyên là nằm chờ thôi. Mà má, sao? Sao má cứ xẹt ra xẹt vô mua đồ hoài vậy? Mình cũng đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ rồi mà má, đâu có thiếu gì đâu. Thì má cũng thấy thiếu vài thứ. Rồi má ra ngoài má mua. Kệ nó đi con. Thà là nó dư còn hơn nó thiếu hen. Ủa, con mắt con bị sao vậy con? Dạ, không có gì đâu má. Có cái gì đó rớt vô mắt con thôi à. Vậy hả con, không có sao hả? Ủa, con sao vậy con? Dạ, sao con đau quá má. Hả, con đau bụng hả? Đau bụng quá hả? Con đau. Trời ơi, như vậy là con sắp xanh rồi. Con sắp xanh rồi, ráng lên nha con. Bác sĩ ơi. Dạ cảm ơn cô nha. Chúc mừng chị, bé trai được 3,2 kg. Thằng nhóc này cứng đầu lắm nha. Hành mẹ mãi mới chịu ra đó. Mà chị đã tính đặt tên cho con là gì chưa? Dạ, tên con em là Trần Đức. Đâu, được cái mặt cho bà coi coi. Trời ơi, cái mặt thấy ghét kìa không kìa. Trời ơi, cái mặt thấy ghét kìa. Ý tưởng này cũng được hình thành từ một lời hứa với một người đã khuất, một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi. Giờ tôi chỉ mong người đó có thể thấy và hiểu được những gì tôi đang làm. Em cũng mong là anh làm được cái gì đó cho quê mình, để không ai phải khổ nữa. Ví dầu cầu giang đông đinh, cầu tre lắc lẻo, chứ gặp gần khó đi. Chứ khó đi mẹ dắt con đi. Con đi trường học con đi trường học, mẹ đi trường đời. Cái thằng chó con này, phải mà ở dưới quê á thì cậu hai chứ gì Noa cưng phải biết. Sao mà bây giờ mình nhớ quê quá. Nhớ anh hai, nhớ Noa, nhớ sâu. Biết làm sao bây giờ. Chồng gần không lấy, mà đi lấy chồng xa. Chứ mãi sao cha yêu mẹ già. Hát cái gì mà nghe buồn quá vậy con? Hai, cháu ngoại của má ngủ rồi hả con? Dạ, nó mới ngủ đó má. Cái thằng này nó cũng ngộ lắm, nghe nhạc buồn nó mới chịu ngủ. Trời,
con nít mà, đứa nào mà không vậy. Má nói thiệt nha, trộm vía đó, má chưa có thấy đứa nào mà nó dễ như cái thằng nhóc nhà mình hết trơn á. Nó bú no là nó cứ lăn ra nó ngủ. Ủa, con xếp đồ hả? Dạ. Trời ơi, má quên rồi, còn cái thao tả của em, để má xuống làm sao má giặt. Dạ má. Dạ con giặt hết rồi. Trời ơi, con giặt hết rồi hả? Dạ. Má đã dặn con rồi, trong tháng á, con không có được động tay động chân gì hết trơn á. Nè, nhất là không có được buồn khóc đó. Con khóc như vậy á là mai mốt con mắt nó yếu lắm, biết chưa? Có sao đâu mà má, con thấy khỏe re mà. Ừ, khỏe cái gì mà khỏe. Dạ rồi con mới biết đó nha con. Má chưa có bắt con nằm than là mai rồi đó. Không có nghe lời má hả? Mai mốt á, má đánh đòn hai mẹ con bay á. Dạ. Ồ trời, cái mặt thấy ghét ghê hơn. Bà ngoại nói giỡn thôi nha con. Ồ, bà ngoại nói giỡn thôi á. Ồ, cái mặt thấy thương quá đi. Thằng chó con giỡn hoài không chịu ngủ. Bây giờ nó mới chịu ngủ nè má. Ừ, bây giờ nó ngủ rồi nè. Bây giờ con hát cho má nghe cái bài bữa con hát đó. Má nghe má cũng thích lắm đó. Dạ. Vậy con hát bài giọng Kim Lan nha má. Ừ, hát đi con. Dạ. Ôi tôi xanh mộng mơ, dáng dương tháng năm mong chờ, hứa duyên trao lời, ngày anh về lứa đôi thành hôn, tiếng đưa xuyến sao tầm hồn. Cô Chính ơi, có nhà không cô Chính? Ủa, Kim. Dạ. Đi đâu mà sớm vậy con, đi vô đây. Ngồi đây uống nước cái đã. Dạ, con cảm ơn cô. Ủa, nè, có chuyện gì quan trọng mà kiếm cô vậy? Dạ, con định hỏi cô là có thể cung cấp thêm cho con rau củ quả thêm được không? Nè, lấy thêm nhiều không con? Nói á, để cho cô biết mà cô tính. Ừ, nhưng mà chắc không sao đâu. Nếu mà thiếu á, cô sẽ gom thêm bà con lối xóm của mình ở đây. Chắc thế nào cũng đủ à. Dạ, nhưng mà phải đảm bảo là rau sạch nha cô. Trời đất ơi, chắc luôn. Dạ. Dạ, chào anh. Dạ, chào chị. Ủa, cô Chính, đây là con gái cô hả? Sao từ đó đến giờ con không nghe cô nói? Ôi trời ơi, cái chuyện này nó dài dòng lắm. Dạ. À, con. À, đây là cậu Kim, con trai của bà chủ nhà hàng á. Cái chỗ mà má giao rau má hay nói với con đó. Dạ. Dạ, chị hát hay quá à. Không biết là chị học ở đâu vậy? Dạ, tía tôi dạy đó. Bên nhà hàng của em á, có mở phòng trà ca nhạc, nhưng mà thiếu mãi nhân ca. Không biết là có thể mời chị hợp tác với em được không? Từ xưa tới giờ á, chị chỉ có hát ở nhà thôi à. Chứ chị đâu có biểu diễn bao giờ đâu. Ừ, nó nói xạo đó. Ở nhà ngày nào mà nó không biểu diễn cho cháu ngoại của Chính xem. Dạ, thưa chị, em nói nghiêm túc đó chị. Giọng hát của chị rất hay, rất đặc biệt. Em có thể nói với má em là sẽ trả lương cao cho chị. Chị cứ suy nghĩ kỹ đi, rồi có gì chị cho em hay được không chị? Thôi à, bây giờ con cũng có việc, con xin phép, con về trước. Ừ. Dạ, em chào chị, con chào cô Chính. Ừ. Má, con thấy đề nghị của cậu Kim cũng có lý lắm. Gần cả năm nay á, con cứ ăn nhờ ở đậu nhà má rồi. Cái con nhỏ này sao mà ăn nói tào lao quá vậy? Cái gì mà ăn nhờ ở đậu con? Mấy cái thứ rau củ đậu ở ngoài vườn á, má nói thiệt với con á, má sẽ nuôi hai mẹ con tụi bay khỏe re luôn. Cứ ở nhà, không có phải lo cái gì hết trơn á. Dạ, thì con cũng muốn có việc gì đó làm thêm để đỡ đần cho má. Con rồi cũng sẽ lớn dần, rồi cũng có nhiều việc phải cần tiền để lo thêm cho nó. Với lại, nếu mà có đi hát á, thì con cũng chỉ mất có vài tiếng buổi tối thôi mà má. Ừ, thì cũng được. Cái chỗ má của thằng Kim thì nó cũng đàng hoàng, má thì cũng yên tâm. Nhưng mà có điều á, là phải đợi, nghe không? Đợi cứng cáp đàng hoàng hết rồi mới được đi hát, mới để cháu ngoại nhà cho má giữ. Dạ, vậy là má đồng ý rồi ha má. Nè, nhưng mà đi hát đó là không có được mê nghe. Mê mà bỏ cháu ngoại tôi á là tôi đánh đòn đó, biết chưa? Dạ. Con, nó khóc dạ. Kìa. Dạ. Ôi, thương, má thương. Ôi trời ơi, thương quá. Trời ơi. Má đây con, nín đi, má đây. Ôi, wow.
Ngoan ngoan ngoan. Má ơi, má. Ơi ơi. Má chuyện vô gì coi. Vậy con? Nó sao mà trời nó ơi, đi. Cái gì mà bay la lạc la sớm lét nè má. Nè, mấy bữa nay á, rồi nó có bú bình thường không con? Dạ thì con vẫn cho nó bú đều mà má. Trời ơi, nó đâu có sốt. Đâu, đưa má coi coi. Rồi, như vậy là nó bị tước rồi. Con thầy tả cho nó đi. Mà tước là gì vậy má? Nó có nguy hiểm không má? Không có sao đâu con. Trẻ sơ sinh mà, mỗi lúc á nó có thể thay đổi trong cái cơ thể của nó. Không có sao đâu, con đừng có lo nữa. Vậy mà con cứ tưởng á, nó bị sao chứ. Trời ơi, làm con lo hết biết vậy á. Chưa đâu con, mai mốt nó lớn lên một chút nữa đó nghe. Rồi nó mọc răng lên một cái đó rồi con biết đó nghe. Rồi nó nóng, nó sốt, nó khóc dữ lắm. Nè, mà con á cũng phải theo dõi nó. Con không có được chủ quan nghe chưa. Nếu mà nó có cái gì á là con phải đưa nó đi bác sĩ liền. Dạ. Ôi, má hồi đó cũng vậy đó. Chăm con lần đầu tiên má cũng đâu có biết cái gì đâu. Từ từ á, rồi quen theo con à. Đó, thấy không? Con coi thay tả cho nó chưa? Rồi, như vậy là đâu có sao. Đâu, đưa đây cho má. Ô, đưa đây, ngoan ngoan. Ô, qua đây với bà nè con. Ô, trời cậu cưng cưng con nè. Ô, qua đây bà ẩm. Sao, đó, thấy không? Thấy không? Dạ, nó nín liền vậy đó. Ô, giỏi ngoại thương con ha. Ôi, cái tí thương ghê không cả. Ôi trời ơi nè. Nè của con nè, của con nè. Ôi trời ơi. Chào. Tía sao ơi, mà sao mà con khóc vậy? Tía Tía má ở trên đó có được khỏe không? Tía má có cháu ngoại rồi đó. Tía má có Linh Thiên phụ hộ cho Trần Đức khỏe mạnh, hay ăn chống lớn nghe tía má. Đi con. Chào. Cười cả thấy ghét quá đi ạ. Má con qua rồi kìa. Rồi ơi, cháu bà ngoan nè. Uống sữa cho giỏi nghe không con. Rồi bà cho con ăn bánh nha. Má phải đi làm để có tiền chăm sóc cho thằng chó con của má thôi. Con trai ngoan ở nhà với ngoại nghe. Má không ngờ mọi chuyện lại tốt đẹp như vậy. Dụ rồi thất bát. Má tưởng là kế hoạch của mình tiêu luôn rồi đó chứ. Còn phải coi kỳ này thưởng cho Minh nghe. Không có Minh theo sát thì kỳ này không có được thành công vậy đâu. Con hiểu thằng này quá mà má. Nó không có thích thưởng đâu. Chỉ cần cho nó nhậu một tuần lễ là nó khoái liền hả? Sao lại vậy được? Dạ cũng đâu có gì đâu bác. Nông dân mình á chăm chỉ, nhưng trước giờ canh tác tủng mủng á theo thói quen, chỉ cần hướng dẫn làm đúng kỹ thuật và theo sát họ là ổn liền. Con à, việc thay đổi suy nghĩ và hướng bà con mình làm theo đâu phải dễ. Bác không nghĩ là con lại làm giỏi đến như vậy, nên phải cảm ơn con nhiều đó. Má làm gì mà tâng bốc thằng bạn con lên tận mây xanh vậy? Ba cái chuyện này có nhầm nhò gì với một ngày kỹ sư nông nghiệp được mời từ Sài Gòn về đâu. Nông dân đã được liên kết lại, mình chỉ cần đầu tư theo máy móc canh tác. Gần như sản xuất công nghiệp giống như mô hình mà con với thằng Dĩ đã lấy nước ngoài đó. Lo gì mà không thắng. Trải qua bao nhiêu chuyện, bây giờ suôn sẻ, thật tình là má mừng lắm đó. Nhà máy trà gạo giờ thì nhộn nhịp, ở dưới bến là ghe cổ tấp nập hà. Còn phân bón của mình á thì đi khắp các tỉnh miền Tây. Thành công đợt này một phần là cũng nhờ chú Năm đó, trong cái việc mà phát triển thị trường mới ở miền Đông Tây Nguyên đó. Mấy yên tâm đi, những ai có công với nhà máy con sẽ không quên ơn đâu. Con sẽ có thưởng cho họ hết. Giờ tôi phải nói sao với người kế bên tôi đây ta? Dạ. Bây giờ xong công chuyện rồi, rồi gia đình mình sao? Làm sao cho êm ấm nè. Rồi phải... Uống đi mày. Lại nhớ em Mai hả? Mới gặp đây mà nhớ cái gì?
tao đâu có phải là đứa lụy tình giống như mày đâu. Không có chọc nha. Rồi mày định khi nào cưới con gái nhà người ta? Hôm bữa tao mới gặp tía má của Mai rồi. Nói chung á là tao ghi điểm tuyệt đối. Giờ á chỉ đợi bên đó có ngày tốt thôi. Tao nghe người ta nói á, đám cưới là phải coi tuổi con gái. Như vậy mày là nhất rồi đó. Được ông bà và vợ yêu quý thì còn gì bằng nữa. Chúc mừng mày cưới được một cô gái ngoan hiền chịu khó như Mai. Ê, mày phải trả ơn cho tao đó nha. Ơn nghĩa gì mày? Thì tao kéo mày về đây, mày mới gặp được em Mai. Chứ như không ở đâu mày có. Dạ, con cảm ơn ông Mai. Ủa đi mày, thằng quỷ. Mà tao thấy bà già mày nói đúng đó. Mày bỏ bê Ngọc Anh như vậy cũng không đúng đâu. Dù sao cũng là vợ chồng với nhau, cũng phải lo cho nhau chứ. Thì tao cũng biết vậy, nhưng mà tao không quên được Mỹ Lan. Thời gian cũng đủ để mày quên Lan đi được rồi. Mày nghĩ coi, cô thấy mày sống như vậy, cô có yên lòng được không? Mặc kệ mọi chuyện đi. Bây giờ hai vợ chồng thu xếp lên Đà Lạt vài ngày, vừa hâm nóng tình cảm, tiện thể mày vừa tìm hiểu và gặp đối tác trên đó luôn. Nhưng mà khó lắm mày ơi. Cái thằng này, tình cảm chưa có thì mày càng phải tích cực chứ. Chứ không lẽ mày tính căng thẳng cả đời hay sao? Ừ, để tao coi. Uống đi. Vô. Vợ chồng cậu Dĩ chưa thấy tới vậy anh? Dạ, vợ chồng cậu Dĩ nói là sẽ tới liền. Vợ chồng của cậu Dĩ lâu tới quá. Thôi anh em mình làm mấy ly cho ấm bụng nha. Dạ em mời anh. Xin mời. Vâng, vậy để thay đổi không? Ơ, ủa anh ơi. Chết rồi, em để quên cái giỏ trên xe rồi. Thì để đó đi, chút xuống lấy. Chú Năm với khách đang chờ kìa. Mà thôi, tiền bạc với điện thoại để ngoài vậy em sợ mất. Thôi để em xuống dưới lấy. Thôi được rồi, em đứng đây đi, để anh xuống lấy. Dạ. Cho dạ cảm ơn chị. Vâng, xin cảm ơn giọng ca của nữ ca sĩ Mỹ Lan. Và sau đây xin mời quý vị thưởng thức một tác phẩm của nhạc sĩ Trần Quảng Nam, ca khúc 10 năm tình cũ. Chú Năm. À, cậu Dĩ, đây là anh Vinh, còn chào. Đây là cậu Dĩ. Dạ chào anh. Dạ chào ạ. À, chú Năm với anh Vinh tới lâu chưa? Cho tôi xin lỗi nha, tại vì ở công ty có cuộc điện thoại gấp nên phải giải quyết. À, xin giới thiệu, đây là Ngọc Anh, là vợ của tôi. Ủa, mình chưa rót rượu hả? À. À, cậu Dĩ, cậu Dĩ. Cũng ly, cũng ly. Dạ. À, chúc mừng sự khởi đầu tốt đẹp của chúng ta nè. Dạ. Chúc mừng. À, cậu Dĩ. À, xin phép đi toilet cái. Anh ngồi chơi. À, xin mời anh Vinh. Mời.
sao ba lại bỏ con vậy ba? Ba ơi! Trời ơi, con em dễ sợ quá. Không chết được. Con rồi, đừng rồi. Ba ơi! Ba! Đừng bỏ con ba. Đừng rồi. Đừng rồi, đừng bỏ ba con. Đừng rồi. Sinh ly tử biệt là chuyện thường tình xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Những thứ mà chúng ta yêu thương nắm giữ đều phải hủy diệt theo thời gian. Tất cả phải trả lại cho đời. Nếu con cứ khóc than cho trọn kiếp người thì má và con trai của con cũng không thể nào sống lại được. Vì cuộc sống vốn là vô thường, đối với chúng ta hễ có hội tụ thì sẽ có ly tan, có sinh thì sẽ có diệt, đó là quy luật của vũ trụ, không thể nào tránh né được. Bây giờ con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đã, rồi con về nhà lo hậu sự cho người thân. Không có nhà nữa, ba con mất rồi, đứa con trai duy nhất của con cũng mất rồi,
Con không còn người thân nào nữa chứ thầy ơi. Ơi con ơi. Má ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Như thầy rủ lòng thương, cho con xin tá túc ở cửa chùa. Hãy cho con được đi tu. Con không còn chỗ nào để đi nữa. Nếu như con không còn chỗ nào để mà đi nữa thì cửa chùa luôn rộng mở. Nhưng nếu muốn đi tu thì phải xem lại lòng trần của con đã dứt hay chưa. Nên trước mắt con hãy nghỉ ngơi đi. Sáng mai ta sẽ đưa con về nhà xem như thế nào. A Di Đà Phật. Mô Phật. Thằng Dĩ nó nói chừng nào nó về? Dạ không á. Nhưng mà chắc tối nay hoặc trễ nhất là sáng mai ảnh về thôi má. Má. Gì vậy con? Con... Sao ấp úng hoài vậy? Nói má nghe coi. Con trễ 2 tháng rồi. Thiệt hả? Dạ. Thằng Dĩ nó biết tin này chưa? Dạ chưa biết má. Ôi, tin vui. Tin vui rồi. Má sắp có cháu để ẵm bồng rồi. Ôi trời, ăn nhiều vô. Dạ, đi con. Đây đây, ăn thêm vô. Thưa má, con mới về. Ủa anh, em tưởng đâu ngày mai anh mới về chứ. Anh ăn cơm nha, để em lấy chén đũa. Thôi anh ăn rồi, em với má ăn đi. Con à, nhà mình có tin vui nghe gì? Tin gì má? Vợ con có thai. Con lựa đồ đẹp ghê á. Mỹ Lan. Mỹ Lan à. Anh gọi tôi có chuyện gì không? Sao em bỏ đi mà không cho ai hay một tin tức gì vậy? Anh và mọi người đều tưởng em đã... Mỹ Lan ngày xưa đã chết rồi. Em đừng nói như vậy. Hãy tha lỗi cho anh. Anh đã hiểu tất cả mọi chuyện rồi. Anh xin lỗi. Anh tìm hiểu được cái gì chứ? Tại sao anh đi biệt tâm mấy tháng mà không viết thư cho tôi lấy một lần? Anh coi em là trò đùa có phải không? Hãy nghe anh giải thích đã Mỹ Lan. Tuần nào khi không có em ở bên cạnh Mỹ Lan à, anh đừng nói gì nữa. Đứa con là thứ duy nhất khiến em nhớ đến anh. Giờ con cũng đã chết rồi, nên em không còn chút tình cảm nào với anh nữa. Anh đi về đi. Anh hãy để cho em bình yên nơi cửa Phật. Và em chỉ xin anh một điều, đừng nói với ai là em đang ở đây. Hãy coi như Mỹ Lan đã chết rồi. Em nói cái gì vậy Mỹ Lan? Con của chúng ta, tại sao con chúng ta lại chết? Hả? Mỹ Lan à, hãy cho anh một cơ hội đi, để anh được đền bù chăm sóc cho em. Anh Dĩ à, mình đã hết duyên hết nợ rồi. Anh đừng níu kéo làm gì nữa. Nếu anh còn yêu tôi xin anh hãy để cho tôi được sống thanh thản nơi cửa Phật. Anh đừng tìm tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ bỏ đi một lần nữa, đến một nơi nào đó xa hơn. Vĩnh viễn anh sẽ không bao giờ tìm thấy tôi. Còn bây giờ, anh hãy về làm trọn nghĩa vụ của mình, là một người con có hiếu, là một người chồng có trách nhiệm với vợ của mình. Đừng tìm tôi nữa. Cho tháng năm kia đổi thay, dù cho bao mong
Trời ơi, mình đúng là một thằng đàn ông khốn nạn. Bao nhiêu đau khổ đến với Mỹ Lan mà mình không hề hay biết. Mình chẳng làm được gì cho cổ hết, chỉ có gieo thương trao cho người mình yêu mà thôi. Triệu Dĩ ơi là Triệu Dĩ. Vậy là hết rồi. Mình không thể nào quay lại với Mỹ Lan được nữa. Ngoài Ngọc Anh, giờ mình còn thêm trách nhiệm làm cha nữa. Đúng là không có duyên thật rồi. Mỹ Lan, hãy tha lỗi cho anh. Anh không vui khi em có thai hay sao? Vui chứ sao không vui. Vui mà tại sao anh tỏ thái độ gì kỳ vậy? Không có gì đâu. Chắc là tại anh không biết biểu lộ cảm xúc ra ngoài thôi. Vậy anh thích con trai hay con gái? Con trai hay con gái thì cũng là con mà em. Anh tính con trai đặt tên gì? Còn con gái đặt tên gì? Để từ từ rồi anh nghĩ. Mình còn tới 7-8 tháng để suy nghĩ mà. Anh thấy mệt, anh đi tắm đi. Tại sao vào thời điểm này anh lại xuất hiện? Và tại sao mình lại khóc nức nở như ngày xưa? Mình không thể quay trở lại, phải quên đi tất cả. Vì cuộc đời của mình giờ đã có mục đích sống tốt đẹp hơn ngày xưa rất nhiều. Ba, bộ ba thích khúc sông này lắm đúng không? Ừ, khúc sông này có nhiều kỷ niệm thời trẻ gắn bó đối với ba. Là kỷ niệm tình yêu của ba với lại má đúng không ba? Con còn nhớ hả? Hồi xưa ba thích dẫn con ra đây chơi lắm nè. Đó, cái bãi đất trống đó đó, con cứ chạy lăng xăng ở trên đó. Hồi đó chơi với con mệt muốn xỉu luôn. Ủa sao mệt vậy ba? Thì con hỏi tới hỏi lui mấy cái câu mà ba không trả lời được chứ làm sao. Ba vẫn còn nhớ, hồi con còn học lớp 4 lớp 5 gì đó, có bài tập làm văn yêu cầu con tả về cái cây mà con yêu thích nhất. Đa phần các bạn tả về cây đa ở đình làng, cây hoa hồng ở vườn nhà, cây xoài nhà em. Còn con thì một mình một kiểu. Ủa, có hả ba? Mà con tả cây gì vậy ba? Con tả cây lục bình trôi ở trên sông. À, thì cũng tại ba chứ ai. Ngày nào ba cũng dẫn con ra sông thì cái cây đầu tiên con nghĩ tới là cây lục bình. Nhưng mà công nhận là con cũng thích cây lục bình thiệt. Nhưng mà ba ơi, sao cứ mỗi lần con nghĩ tới cây lục bình á là con thấy buồn quá. Thôi, cha con mình về đi, để má con đang chờ cơm đó. Dạ. À ba, hay là bữa nào ba cho con đi chơi thuyền trên sông nha. Ừ, nếu con thích thì cuối tuần này hai cha con mình đi. Yeah, ba là nhất. Mình về thôi con. Dạ. Ước gì ba mình đối xử với mình như hai cha con này. Nhìn thấy họ hạnh phúc mình cũng khóc quá. Tao kêu mày trong con gà tao ăn, tại sao mày để cho nó chết hả? Tao giết mày chết bây giờ. Đinh, cầm miệng lại mày. Tao quê cái vụ uống rượu mà hết giữa đường là tao quê. Tao kiếm đâu có cái mẹ mày cho coi. Cái gì mà ông la lối ôm sòm vậy? Tôi đi tuốt ngoài ngõ mà còn nghe nữa. Tao mày không à? Chuyện gì nữa đây? Mày bày đầu nói chứ gì? Cái chuyện gì nữa? Mày biết tính tao á, trước khi ăn cơm là phải đưa cay một miếng,
Tao kêu mày mua rượu. Rượu đâu? Rượu thôi đâu? Được rồi, hết rượu tôi đi mua cho ông. Thôi đi, tao hết hứng uống nữa rồi. Thôi được rồi, để tôi mua rượu cho ông. Mà tao không cần mày. Mày vừa đặt mày làm tao nhớ mày tập chết cha mày bây giờ. Tao làm gì vậy? Ông buông mắt tôi ra. Tôi nhìn ông đủ rồi đó nha. Mày nhìn tao hả? Mày không nhìn mày làm gì tao mày? Thằng kia, tao nói mày, mày là một đứa con quan. Mày không có cái quyền hạn gì dinh vô cái nhà này. Mày không có quyền bên vượt bả. Mày thôi mà con đi đi con đi. Ý mày mà. Sao mà nhìn con tao vậy? Gì hết á, ông muốn tao chết đi. Mày xách ra tao muốn chết mẹ mà. Tôi lại ông mà, ông muốn rượu tôi mua cho ông uống mà. Ông đừng đánh con. Mày chết mẹ mày. Mà mày chết mẹ mày thách tao. Mày thách tao. Đừng mà. Đừng mà. Đừng. Đừng. Đừng mà. Nhìn tao mày la gì? Mày la gì? Mày chết mẹ mày. Ông mà thôi đi. Ông mà đừng mà. Tôi lại ông. Tôi xem chuyện trong gia đình tao không có nào xía vô hết. Con à, vô đi con. Ủa, đi đi. Khỏe anh Năm. Chuyện gì mà chết với sống vậy Tư Xịp? Mệt quá anh Năm à. Hai mã con nó đầu sao không thấy xuống ăn con? Dạ chắc là xuống liền đó má. Phụ nữ là vô lề mề mà. Lại thêm cô công chúa này nữa. Nói như con vậy giờ má là hoàng thái hậu phải không? Sao hai má con giờ này mới chịu xuống? Dạ con thưa nội thưa ba. À má ngồi ăn với lại ba với nội nha. Con có hẹn với Thảo đi học nhóm rồi. Gì thì gì, ăn rồi mới đi chứ con. Ờ nhưng mà con hẹn với Thảo rồi má. À, chắc là nó tới rồi đó. Thưa nội thưa ba thưa má con đi. Con đi nha nội. Hai đứa này lúc nào cũng dính với nhau như Sam á. Mà thằng Minh với con Mai đẻ con cũng khéo, vừa ngoan mà vừa học giỏi nữa. Cháu nội của má cũng ngoan mà. Mà cũng nhanh thiệt ha. Mới đó mà Tiên Thủy đã 16 tuổi rồi, ra dáng thiếu nữ rồi. Dạ. À, ăn nhanh đi em. Hôm nay mình có cuộc họp hội đồng quản trị đó. Dạ. Từ hồi cổ phần họp hành hoài riết mệt luôn. Thì người ta phải quan tâm đến vốn của mình chứ. À mà tao thấy mày cũng hay đó, hạn chế được ảnh hưởng của ông nhà vợ quá tài rồi. Cái gì? Ngọc Anh. Thôi tao về phòng làm việc nha. À anh Minh nè, tối nay anh chở Mai với lại bé Thảo qua nhà chơi nha. Hôm nay là sinh nhật bé Thủy đó. Em không nhắc anh cũng không nhớ luôn đó. Tao về phòng làm việc. Ừ. Anh đi nha. Ừ. Anh ký giùm em mấy chứng từ này đi. Để đó đi anh coi lại. Em không nhắc anh cũng quên luôn. Hôm nay là sinh nhật của con. Anh đó, cứ bù đầu vô công việc hoài à. Không có nhớ gì xung quanh hết á. Thôi anh làm việc đi nha. Em đi chuẩn bị quà cho con gái của mình. Ừ. Anh cũng gần xong rồi. Ừ. Mới đó mà nhanh quá. Cứ như một giấc mơ vậy. Đã 15 năm trôi qua rồi.
Tiên Thủy. Thằng Dí với thằng Minh nó siết cỡ như vậy mà anh còn mớ được chuyến hàng sang Campuchia, nói thiệt với anh, em phục anh sát đất luôn á. Nói vậy chứ một mình anh thì làm sao mà anh làm nổi, phải có hai đứa phụ anh thì anh mới làm được chứ. Xin có tiền rồi sao không cưới vợ đi? Chú Năm chưa cưới mà sao tôi dám cưới? Tôi đang đợi chú đây nè. nhậu đi hai đứa. Dạ. Con ngựa chạy về nhà ta, tới nhà xuống ngựa đi. Dạ thưa bà ngoại, con mới về. Thưa má, vợ chồng con mới về. Má, má lại nhớ tía nữa hả? Má cứ đốt nhang vậy hoài, sao tía nghỉ ngơi được? Má đã quyết định với lòng rồi là không buông tha cho tía phải không má? Cái thằng tổ cha bay, ổng đi tao còn khỏe muốn chết, khỏi phải lo hầu hạ gì hết trơn. Ủa, đi sinh nhật gì mà sao về sớm vậy bay? Đi sinh nhật chị Thủy vui không bi? Kể cho ngoại nghe coi nè. Dạ vui lắm á ngoại, con được ăn bánh kem nè, với được chơi bong bóng nữa. Vậy sao? Dạ. Bi. Dạ. Con đi chơi đi, chút nữa ba kêu vô rửa tay rửa chân rồi đi ngủ. Dạ. Con vô. Mới đó mà thời gian trôi qua nhanh thiệt. Má, má lại nói chuyện hồi xưa nữa rồi. Có xưa mới có nay chứ bay. Tía bay mất cũng 3 năm rồi, tụi bay cưới nhau cũng hơn 9 năm rồi, biết bao nhiêu là thay đổi. Con cũng không ngờ có được ngày hôm nay, có được vợ hiền, con ngoan, rồi có được bà má yêu thương con rể hết mực nữa, phải không má? Vậy là phước đức cho anh lắm đó. Thì anh có nói gì đâu, bởi vậy anh mới quyết định là chui gầm trạng ở rể đó. Nhưng mà ngặt nổi á, giờ á là thằng Bi nó đòi có em, mà giờ không biết sao giờ má. Cái ông này vô duyên. Lớn tuổi rồi nói tầm bậy tầm bạ không. Ba ơi, má ơi. Con gái, chưa ngủ nữa hả? Dạ chưa. Hôm nay sinh nhật, con có vui không? Dạ vui lắm ba. Con á được quá trời quà luôn. Ba biết không, bà nội á tặng cho con nguyên sợi dây chuyền bự vậy nè, nhưng mà con không thích đeo. Thì con cứ giữ đó, kỷ niệm của bà nội mà. Ba nè, hè này á nhà mình không có đi đâu chơi hả? Ngày mai á ba Minh với lại má Mai dẫn em Thảo đi Vũng Tàu chơi á. Tại ba bận quá, hay là con đi với má nha? Thôi, con muốn á là cả ba với má cùng đi à. Đi mà ba. Thiệt tình. Thôi được rồi, để ba thu xếp công việc rồi cả nhà đi Đà Lạt chơi. Yeah. Đà Lạt, lúc nào cũng Đà Lạt, đi hoài chán muốn chết. Bộ anh không còn chỗ nào vui hơn Đà Lạt hả? Hè người ta đi biển chơi, còn anh thì cứ Đà Lạt, Đà Lạt. Thích đi biển á thì xuống Nha Trang chơi luôn, có gì đâu. Sướng quá. Thương bà nhất. Chúc bà ngủ ngon. Chúc bà ngủ ngon. Mày lần nào à? Con của con cha tôi xịn đúng không? À, sao giờ lại đứng đây, đứng đây làm cái gì?
Ông về nhà ngủ đi. Tôi bị ông già quánh, đi lang thang từ chiều tới giờ, tới đây mệt quá, ngồi nghỉ một tí. Ông già mày, ông bị nghiện đánh mày rồi đúng không? Tao để ý, từ nhỏ tới lớn ông cứ đánh mày hoài. Tôi cũng không biết nữa. Vui ông cũng đánh, buồn ông cũng đánh, riết rồi tôi cũng quen luôn rồi. Mày bị ông đánh hoài, chắc là mày lì đòn lắm rồi phải không? Đó được rồi, nếu mà không dám về nhà ngủ à, vô nhà tao ngủ, ngủ đỡ đêm nay đi, mai tỉnh. Nhưng mà thôi, tôi đi về. Để không thôi ông ở nhà, ông đánh bả nữa. Rồi mày. Nè, khi nào thằng Đức nó về, đều nó ở nhà chờ tôi nghe. Mới sáng sớm ông đi đâu vậy? Đi đâu kệ tôi, hỏi chi. Nhiều chuyện. Công nhận á, là em xuống thiệt đó nha. Sao xuống? Thì em được ba Minh với lại má Mai dẫn đi Vũng Tàu chơi đó. Ai biểu? Hôm bữa em rủ chị đi chung với em, chị có chịu đi đâu. Thôi, tự nhiên hả, cả nhà em đi chơi chung với nhau mà hả, chị đi theo kỳ thế mồ à. Trời ơi, có gì đâu mà kỳ, chị cứ xem như là nhà của em, cũng là nhà của chị thôi. À, mà hình như á, ba chị sắp dẫn chị đi du lịch phải không? Ờ, sướng rồi đó. Mà nghĩ tới cảnh nhà chị đi chơi á, chị cũng chán thấy mồ. Ba má chị á hả, ở với nhau mà có thương yêu nhau đâu. Em thấy á, nhà chị cũng lạ làm sao á. Chị ước gì á, ba má của chị giống như là ba Minh với má Mai á, yêu thương lẫn nhau, như vậy chắc vui lắm ha. Thì mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh mà chị. Hôm nay ăn trúng cái gì á, mà nói chuyện cái gì cũng triết lý vậy ha. Thì ăn gạo nhà máy của chị xây đó. Thảo, đi lại, đi lại cho chị nhanh lên. Bỏ em ra, bỏ em ra. Ê, đi lại, chị bắt em là chết nha. Buông em ra. Đi lại. Em xin lỗi anh, có sao không? Em xin lỗi anh nha. Mắt mũi để đâu vậy? Không thấy đường hả? Xin lỗi anh nha. Tại chị hết á. Về rồi hả con? Dạ. Hôm nay cá nhiều không? Dạ, cũng hơn chục con má. À, bỏ trong lu rộng đi con, để mà ăn lần lần. Dạ. À, ba con cũng dặn á, con ở nhà đừng đi đâu hết nghe. Dạ. Con rửa tay cho sạch đi, má sức dầu cho. Dạ. Má. Gì con? Con có phải con ruột của ba má không? Con nghe ai nói tầm bậy tầm bạ gì vậy? Con là con ruột của ba má mà. Má thương con lắm con biết không? Con đừng nghe lời người ta nói tầm bậy tầm bạ. Thank you.
Thằng bất dạy, mày đụng đâu theo mày khéo tao lên đặt không đạn. À, tôi hiểu rồi. Vậy nha, gặp lại anh sau. Chào anh. Chào giám đốc. Ừ. Khách hàng ở Đà Lạt họ nhắc mình chuyển tiền qua Hồng cho đại lý. Ngày mai em ra ngân hàng chuyển khoản cho họ nha. Dạ, em có làm bảng thu chi từng năm rõ ràng rồi. Giám đốc xem giúp em. À, em thấy có vấn đề gì không? Dạ, sau khi chị Ngọc Anh bàn giao, em có xem kỹ lại rồi. Không có vấn đề gì hết. Ừ. Vậy em ra ngoài làm việc đi. Nhớ sáng mai chuyển khoản tiền cho công ty trên Đà Lạt nha. Dạ, em xin phép về phòng. Thủy ơi. Dạ anh ơi. Ba má con ra công ty hết rồi hả? Bây giờ cũng gần 10 giờ rồi mà nội. Sao hôm nay nội dậy trễ vậy? Hôm qua nội không ngủ được. Hèn gì con thấy sắc mặt nội không được tốt. À, hay là để con xuống bếp lấy gì cho nội ăn nha. Thôi thôi. Dạ. Nội không đói mà. À, hôm nay con đi du lịch. Sao giờ này con còn ở nhà? À, dạ ngày mai con mới đi. Tại vì chiều nay ba con còn có cuộc họp mà nội. Nội đã già rồi. Thiệt là lẩm cẩm quên trước quên dạ. sau. Thôi con đưa nội xuống bếp ăn sáng nha. Sao vậy má? Con nè, con nè. Má, má bình tĩnh đi má. Có con đây nè. Chuyện gì vậy má? Má nằm mơ thấy ác mộng. Má đừng sợ nha. Sáng mai tụi con đi Đà Lạt hả? Dạ. Hay là má đi với tụi con luôn đi. Lên đó nghỉ dưỡng cho khỏe. Con thấy dạo này sức khỏe của má không được tốt. Thôi, các con đi đi. Má không sao mà. Dạ. Vậy để con ghé chùa cầu an cho má. Trên đó có ngôi chùa tốt lắm. Ờ. Con về ngủ đi. Mai còn đi sớm nữa. Dạ. Má ngủ nha. Đồ nhậu cũng ra đồ ăn khùng hả?
Rốt cuộc mình có phải là con ruột của ba má hay không? Từ nhỏ tới giờ ba chưa từng yêu thương mình. Tại sao? Tại sao chứ? Thời tiết ở đây mát mẻ quá, thích quá à ba. Công nhận thời tiết ở Đà Lạt mát mẻ hơn ở dưới quê mình nhiều hả công chúa? Ba nè. Ba gì mà nói chuyện trớt quớt à. Thôi vô nhận phòng đi, lát còn đi chơi. Mình dạ. Vô con. Vô. Suy nghĩ gì vậy? Sim à, cái vụ mà mày đòi thêm tiền tao thấy khó quá. Gì đâu khó. Lúc này bạn tao không có gửi tiền về, mà tao thì cũng đang khó khăn. Hay là vậy, ngày mai mày cứ kêu thằng Đức qua nhà gặp tao, tao sẽ cho nó vô nhà máy trà gạo làm việc. Vậy đi ha. Đâu có được nè. Sao không được? Nó nhỏ xíu xíu làm được cái gì? Làm được hay không là chuyện của tao. Rồi lãnh nhiêu lương? Chuyện của tao. Mày đừng có quan tâm. Mày chỉ biết là mỗi tháng lãnh lương á, tới ngày lãnh lương á, mày cứ qua nhà lấy lương của nó. Tao tính như vậy là đẹp cho mày quá rồi đó. Mẹ mày mấy năm nay hưởng không biết bao nhiêu tiền rồi, còn muốn cái gì nữa? Cứ vậy đi. Mày đôi co là một xu không có à. Thì thôi anh lớn anh tính sao cũng được. Mày tức. Mày tức cái gì? Tức sao không tức? Nuôi mười mấy năm nay lớn lên chưa hưởng được gì hết, giờ bắt về là sao? Mày nuôi mười mấy năm hả? Cực khổ chứ bộ. Cực cái con khỉ. Mày đánh đập con người ta thì có. Đánh hồi nào? Không phải hả mày? Mới sáng bạc tay tại nó lì chứ bộ. Tán bạc tay mà con ta té từ đi văng té xuống. Bây giờ làm sao? Mà em nói vậy nè, sau này mà ba má ruột nó về mà bắt nó thì anh á với ba má nó phải đưa em thêm tiền á. Mày muốn đòi thêm tiền nữa hả? Tao nói rồi, giải quyết như vậy đi. Mày mà muốn thêm tiền nữa lạng quạng không có một xu luôn á. Ăn đi mày. Ăn chay. Mày có ăn chay luôn hả? Mừng một là ăn chay. Nhưng hôm nay tao nhớ bụp một tay mà mày. Thì tôi nhìn lịch số 1 là tôi ăn à. Trời ơi. Gia Lai là một tỉnh miền núi biên giới Bắc Tây Nguyên. Diện tích tự nhiên trên 15.000 km², lớn thứ hai quốc gia. Có dung đường biên giới trên 90 km giáp Campuchia. Với cửa khẩu Lệ Thành là cửa khẩu liên hợp đường bộ lớn nhất khu vực Bắc Tây Nguyên. Bên những thác nước quanh năm. Alo. Dạ, con đang ở Đà Lạt. Dạ, con nói với ảnh rồi, ảnh cứ thích đi Đà Lạt. Mà con thấy ở đây chán thế mồ, có gì đâu vui. Chắc mai con xuống Nha Trang chơi quá. Alo. Alo. Ba ơi, ba nói lớn chút xíu đi, sóng yếu quá con không nghe được gì hết. Anh dặn nhỏ tivi giùm em được không? Alo. À dạ con nghe rồi. Ba nói sao? Chú Văn nằm ở bệnh viện Đà Lạt hả? Dạ, vậy sáng mai tụi con sẽ ghé thăm. Vậy ba ha. Dạ, con chào ba. Sao có chuyện đi Đà Lạt mà em cằn nhằn hết như này tới người khác vậy? Em không thấy là con nó đang thích sao? Ờ, mà ba nói ai nằm bệnh viện vậy em? Chú Văn là chú họ của em. Chú sống ở trên đây. Ba nói chú Văn đang nằm bệnh viện đó. Ngày mai đi thăm chú với em nha. Mai em với con đi đi. Anh có hẹn với mấy người khách rồi. Với lại anh cũng tranh thủ ghé chùa để cầu an cho má. Dạo này anh thấy sức khỏe của má không được ổn. Tùy anh thôi, em không ép. Thôi em qua với con đi.
Sao con lại chấp nhận lời mời Tiêu Dự Lệ đến hôn để làm cái gì? Con rất hiểu tình huống hiện giờ. Con không tới nhà họ dự lễ. Ê, để hàn gắn lại mối quan hệ. Sáng mai mày qua nhà chú Năm Hương, rồi ông dẫn lên nhà máy làm việc. Con biết là chưa ra căng tin ăn cơm, lương tao lãnh nha. Trời mẹ, nhưng mà giữa con và hai em của anh ấy vẫn còn tình nghĩa với nhau. Tao hỏi sao không trả lời mày? Con coi hai đứa nó mày cầm hả? Như là em ruột. Ê, mày điếc hả? Con thương tụi nó. Con không có ý kiến gì hết á. Ba muốn sao cũng được. Thì mày cũng phải trả lời cho tao biết chứ mẹ mày biết. Sao con có thể nè, có chuyện gì vậy ông? Bà vô bà hỏi con mất dạy của bà kìa. Tôi hỏi nó có trả lời câu nào không? Mẹ, sao vậy con? Sao ba hỏi mà con không chịu trả lời vậy? Tôi đâu đáng để nó trả lời đâu. Con trả lời rồi. Ba muốn chửi thì chửi. Con đi ra ngoài đây. Mày đi đâu? Mày đứng lại con lại. Tao báo cho mày biết, bữa nay mà mày đi tao không chặt giò tao con mày á. Đi đi. Chặt giò rồi lấy gì đi làm nữa ba được? Tao không cần mày. Con à, con xin lỗi ba đi nha. Tối nay nhà không đi đâu hết đó. Nghe lời má đi con. Ba muốn đánh con bao nhiêu cũng được, nhưng mà có chuyện này con muốn hỏi. Con có phải là con ruột của ba không? Trời ơi, con à. Hỏi đố tao hả mày? Tao hỏi mày hỏi đố tao hả mày? Đập chết mày hả mày? Mày con mày. Ông à. Coi nè mày, bực dại nè. Ông. Để má sức giàu cho con. Con muốn biết thì để má kể cho con nghe. Mở cửa. Rồi xem. Ai kêu cửa kìa, ra mở cửa coi. Ông nằm ngoài ông ra mở luôn đi. Xem. Còn nhiều đó cũng xanh lạnh nữa. Ai vậy? Mở cửa đi. Từ từ. Mở cửa. Mở cửa đi. Khoan từ từ. Ủa anh Năm, anh ngồi đi. Ủa anh Năm, con của ai mà sao nó khóc dữ vậy anh Năm? Trời ơi, nín đi. Trời ơi, nghe có con mà giấu ha, sao đám cưới không mời hai chồng tôi? Nín khóc dữ con. Anh nín 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 anh nín nín. Thôi sao la dữ con, nín con. Thôi nhà con gì ăn không, đói quá. Dạ con xuống nấu miếng mì cho anh Năm. Dạ được rồi. Ngồi anh, con ngồi đến Năm. Vậy con là con của chú Năm Hương hả má? Sao ông không nuôi con mà lại giao cho ba má nuôi vậy? Không phải vậy đâu con. Anh Năm, anh Năm, nó nghe nè. Ngoan, vừa ăn vừa kể cho nghe đi con, đến đi con. Nãy giờ tôi không hiểu gì hết trơn, trời vậy. Ngoan. Dỗ cho nó nín coi. Thì em dỗ đi nè. Ngoan, nín đi con. Đứa nhỏ này không phải là con tôi, mà nó là con của một người bạn. Ba má nó kẹt làm ăn bên Campuchia, cho nên là gửi nó cho tôi. Kỳ. Trời, vậy thì tội nghiệp thằng nhỏ quá. Nín đi con. Anh chị con biết rồi, tôi làm sao mà nuôi được. Đúng rồi, anh độc thân mà anh lo anh còn không xong, sao lo cho thằng nhỏ. Tôi tính vậy. Sao? Suy đi tính lại thì thấy trong dòng họ anh chị không có con cái gì hết. Tôi định đem đứa nhỏ này qua cho anh chị nuôi giùm. Làm phước sẽ được phước. Phước gì anh ơi? Trời ơi, hai vợ chồng tôi lo còn xong sao lo cho con nhỏ. Nín đi con, nín đi con. Tiền nuôi đứa nhỏ hàng tháng tôi sẽ gửi cho anh.
Này suy nghĩ lại, cái này được á. Được á. Dạ, tụi em không có quản chi cực khổ hết á. Nhưng rủi hàng xóm họ hỏi á, tụi em phải trả lời sao đây anh Năm? Đúng rồi, đúng rồi. Cái này bí mật nha. Dạ. Nếu mà ai có hỏi, hai người tuyệt đối không có nói tôi là đem đứa nhỏ về đây. Ngoan. Mà anh chỉ có thể nói như vậy thôi. Đây đây. Nín đi con, nín đi con. Thương. Nín đi con. Thương. Anh nói mà. Thương ba má ruột của con luôn. Con cứ xin chú Năm ở luôn bên đó, đừng có về đây nữa. Không được đâu má. Vậy còn má thì sao? Má không sao đâu. Chứ con ở đây bị ông đánh hoài, má xót lắm. Bây giờ con cứ ở tạm chỗ chú Năm Hương đi. Khi nào ổn định rồi con về với má. Làm việc thì phải siêng năng và nghe lời người ta, con biết chưa? Lúc nào con nhớ má thì con về với má. Má nấu đồ ăn cho con ăn. Má. Dạ, tôi chào chú Năm. Ủa, sao mày qua sớm vậy? Đi vô đây. Vô đây ngồi. Dạ. Sao qua sớm vậy? Dạ, tôi sợ chú Năm đi làm sớm, cho nên tôi qua sớm luôn. Ủa, bộ mày tính qua đây ở luôn thì sao mày mang nguyên cái túi đồ như vậy? Dạ, tại má kêu tôi qua xin chú cho tôi ở một thời gian, với lại nhờ chú dắt tôi. Chú Năm. Từ giờ mày ở với chú. Chú sẽ lo cho mày. Ăn gì chưa? Dạ chưa. Đi xuống dưới nhà ăn sáng với chú. Đi. Mà. Trời ơi, điện thoại sát bên mà cũng nghe giùm nữa. Bắt nghe đài. Dạ, alo. Ai vậy? Anh Năm hả anh Năm? Dạ, em... Alo. Anh Năm hả? Em. Thằng Sen. Dạ. Cái gì? Thằng nhỏ qua nhà anh ở luôn. Không dám đâu, không được đâu, vậy này không có vui rồi. Dạ, em nuôi nó mười mấy năm nay, giờ em già phải đến nó dưỡng em chứ. Dạ, đâu được. Cái gì? Alo. Mất dạy. Đang nghe điện thoại với tao mà mày tắt máy. Mất dạy nha mày. Lấy miếng nước coi. Mười mấy năm nay nuôi đã, giờ lớn lên chưa nuôi ngày nào. Giờ bắt lại hả? Trời, cạn tàu ráo máng hả con? Lẹ coi. Đây nè.
Tao nể tao còn nhịn nha. Tao mà không nể tao qua bển mày biết tao. Ông qua bển ông làm sao? Ông làm gì được người ta? Ông lấy cái gì đâu mà ông thưa kiện? Rồi giấy tờ nào chứng nhận ông là cha ruột của nó? Tôi khỏi cần chứng nhận giấy tờ gì hết á. Bà con hàng xóm này công nhận tôi là cha nó là được rồi. Tôi nói thiệt với ông á, mười mấy năm nay tôi nhịn là vì tôi sợ. Tôi sợ vì nó mà vợ chồng mình mít lòng. Nhưng bây giờ á, đủ rồi. Tôi hết nhịn nổi rồi. Bà con nào mà làm chứng cho ông chứ? Sao làm chứng? Thì từ nhỏ tới lớn, bây giờ ông nuôi nó bằng cái gì? Nuôi bằng cơm. Không có. Ông nuôi nó bằng roi bằng giọt. Tại đó lì. Ông không có một tiếng ngọt ngào, không một lời động viên. Ủa nó còn tôi chứ đâu phải cha tôi phải năn nỉ. Ông không chịu cho thằng nhỏ đi học. Ai đời 17, 18 tuổi rồi mà bây giờ còn đánh dần? Ai biểu nó ngu? Ông làm cha cái kiểu gì vậy? Mười mấy năm nay tôi nuôi nó, bây giờ để nó hương hưởng hả? Vậy mà xạo. Mày đem nó qua làm cho tao đi. Rồi tới tháng tao mày lãnh lương. Lãnh đâu? Giờ bắt luôn. Bắt tôi tuyệt giao không cho nhìn nó. Tôi đi kiếm thì nó kêu công an bắt tôi là sao? Hả? Tức vậy ta. Nuôi nhỏ đã bây giờ chơi vậy là sao? Tôi được bắt nó lại. Tôi qua bển bắt thằng Đức về. Ông muốn đi đâu thì đi, tôi không có cản. Nhưng mà nhớ đừng có đem đầu máu về. Dễ, tôi mà đem đầu máu về, bà coi tôi nè. Ở đây là con cứ thoải mái, không phải lo cái gì hết. Ngồi xuống đây. Sao con? Ăn cơm có no không? Có thấy vừa miệng không? Dạ, tôi no rồi. Chú có thể nói cho tôi biết hiện giờ ba má ruột của tôi đang ở đâu hay không? Từ từ đã. Lát rồi chú kể cho mày nghe, có gì đâu mà gấp gáp. Chú kể cho tôi nghe luôn đi chú. Có những chuyện chắc mày cũng đã biết rồi. Giờ thì chú chỉ nhắc lại thôi. Cha mẹ của mày qua Campuchia làm ăn, rồi không may bị tai nạn giao thông mà chết. Chú là bạn thân của cha mẹ mày, cho nên là trách nhiệm chú phải lo cho mày. Vậy tôi không còn ai thân thiết nữa hả chú? Thì chú cũng đã có cố gắng đi tìm rồi. Dạ. Chị Bảy. Dạ. Chị coi dọn cái phòng cho thằng nhỏ đi. Dạ ha. Dạ. Rồi chị về sớm đi, được rồi. Dạ dạ. Nhớ khóa cửa cẩn thận giùm tôi. Dạ tôi biết rồi. Thì đó, chú cũng đã cố gắng đi tìm người thân của ba mẹ mày, nhưng mà không có. Tại vì ba mẹ của mày là dân mồ côi mà. Có cái điều này chú phải xin lỗi mày. Chú nghĩ là vợ chồng thằng Tư Xiền nó biết nuôi nấng con nít, hiểu không? Bởi vậy chú mới đem mày qua để mà cho vợ chồng nó giữ. Ai mà dè đâu cái thằng này. Mày sống khổ lắm phải không? Thôi, từ giờ về sau mày ở đây với chú, mày không phải lo cái gì nữa hết. Có rau ăn rau, có mắm ăn mắm, không? Nè, ăn đi. Thôi bây giờ đi nghỉ đi, rồi mai chú dắt mày qua nhà máy, coi có việc gì làm được thì làm. Nhưng mà còn ba nuôi của tôi thì phải làm sao? Ông già đó ông ác lắm. Tôi sợ tôi ở đây rồi không có ai lo lắng cho bà già hết. Có chú Năm Hương ở đây mà mày lo cái gì vậy? Cái thằng Tư Xiền đó nó không dám làm gì đâu. Nó mà dám lén phén, chú cho nó đi luôn à. Vậy chú giúp tôi nha.
Làm sao mà để cho ông già đó đừng có đánh bà già nữa là được rồi. Quyết xong nội trong 2 ngày, được không? Rồi, rảnh có gì gặp. Rai Rai biết rồi, vậy ha. Chú làm chuyện này cho mày coi như là để đền bù cho những gì chú gây ra. Mười mấy năm trả thù cũng đâu có muộn. Đám hương khốn nạn, mày chơi vậy là sao? Mày chơi qua cầu rút gán với tao phải không? Tao nói thiệt, tao có tha mày đâu mày. Trời mất dạy, đám hương mất dạy. Tao nói mày nghe nè, mày chơi cứ đó rồi mày chơi ra. Mày chơi đánh lén tao đúng không? Mày chơi mà gài cây đó mà đánh lén tao đúng không? Mày dám chơi tao không mày? Mày đây là lời cảnh báo nhẹ nhàng nhất dành cho ông bà, và đây là chút lòng thành của đại ca gửi cho ông bà. Đại ca dặn dò nội trong 3 ngày bà đưa ông chồng của bà về Rạch Giá đi. Nếu như qua ngày thứ 3 đại ca còn thấy mặt ông bà ở cái xứ này thì ông bà và cả thằng Bích sẽ không yên thân đâu. Nói ít bà hiểu nhiều.
Vô đây con. Dạ. Sinh, Sinh. Ờ, có chuyện gì không chú Năm? Nè, đây là cậu Sinh, phó giám đốc phụ trách cái mảng kỹ thuật của nhà máy. Chào cậu Sinh đi. Dạ, con. Dạ, chào cậu. Thằng nhỏ con xấu xịm. Đúng rồi. Nó đi đâu đây? À, từ giờ nó đi theo anh Năm rồi. Nhưng mà bây giờ anh Năm sẽ giao nó lại cho chú. Chú coi có công việc nào phù hợp chú cho nó làm đi. À, hay là chú cho nó làm trợ lý cho chú. Thôi, tôi không dám nhận đâu. Thằng nhỏ còn nhỏ xíu à. Không cho nó đi học đi, nó biết gì đâu mà làm. Chú định bóc lột sức lao động của trẻ em hả? Bậy bậy bậy. Hoàn cảnh của thằng nhỏ này chắc chú cũng biết rồi. Mẹ nó có con trai già ác độc quá, quýnh nó nè. Thấy không? Thằng nhỏ mới có nhiêu đây à, mà quýnh bằng rôi mây à. Tại má nó, má nó thấy nó khổ quá, chịu không qua nổi nên mới gửi nó cho anh nhờ anh giúp, cho nó vô đây làm. Bây giờ 16 tuổi rồi học hành gì nữa. Làm phước được phước mà chú. Thôi được rồi, nghe chú Năm nói hoàn cảnh của nó tôi cũng thấy tội nghiệp đó. Thôi được rồi, để nó theo tôi dạy nghề cho nó. Đi theo cậu á, không có được than cực than khổ nghe chưa. Dạ con biết rồi. Thôi bây giờ vô đây, cậu chỉ một số việc cho mà làm. Dạ. Vậy cho chú Năm. Tối nay con không lên chánh điện cúng, thầy biết con có chuyện phải làm rồi. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Dạ con mời thầy. Mà có chuyện gì thầy thấy con vui vậy? Dạ con cũng đang đợi thầy cúng xong rồi gặp thầy đi ạ. À, có chuyện gì vậy con? Dạ, dạ con đang tính toán mấy khoản thu của chùa, từ việc trồng rau, làm tương giao, công đức cúng dường của Phật tử, bá tánh. Dạ, đây con gửi thầy. Ừ, nhiều vậy hả con? Dạ, nhiều khoản góp lại. Cách đây mấy bữa con nghe sư cô Diệu Mỹ nói có một nhà hảo tâm làm công đức cho chùa, số tiền gần 10 triệu lần đó thầy. Vậy à? Chưa kể mấy tháng rồi mình trúng mấy vụ rau. Từ ngày có con quản lý mấy việc này, đỡ thiệt đó. Từ trước tới giờ thầy chỉ biết đọc kinh, lo đâu có nổi. Mà cũng nhanh thiệt, mới đây đã mười mấy năm rồi. Dạ, mạng của con cũng do Đức Phật và thầy cứu sống mà. Tất cả đều là duyên tới con à. Con định bàn với thầy chuyện này. Con thấy gian nhà ở của chùa trời mưa xuống là dột, với lại cũng phải xây thêm nhà vệ sinh mới. Khách thập phương bây giờ về nhiều, số tiền này chắc cũng đủ để sửa chữa. À, thầy cũng đã nghĩ tới chuyện đó. Từ từ làm cũng được mà con. Mấy tháng nữa mới tới mùa mưa. Dạ. Số tiền đó con nên dùng vào việc quan trọng hơn. Dạ, thưa thầy việc gì ạ? Chẳng phải con có ước mơ là mở một chỗ để nuôi trẻ em cơ nhỡ được học hành và có công ăn việc làm hay sao? Dạ, con nghĩ việc đó đợi vài năm nữa à. Đợi đến bao giờ nữa? Đó mới là việc phải nên làm ngay bây giờ. Thầy đã xin phép chính quyền rồi, họ ủng hộ cho mình một ít, cộng với họ cho mình một số vật liệu dỡ ra từ các trường học cũ. Chú Bảy sẽ dựng lại mảnh đất ở phía sau cho con làm việc. Thiệt hả thầy? Ừ. Con cảm ơn thầy nhiều lắm. Con sẽ làm liền đây ạ. Ừ. Thank you.
Cái này của nhà máy, của công ty nè, của quỹ ban nè, rồi của công ty Khang An nè. Còn cái này là của gì ta? Ủa, chữ này chữ gì ta? Chết rồi, chữ này mình không có biết đọc. Đi đứng cái kiểu gì vậy hả? Em xin lỗi chị nha. Cái gì chị nữa? Ông lại phụ tôi cái này nè. Nhanh lên đi, đâu quá à. Người gì đâu á. Đâu? Xin lỗi nha. Không có mắt hả? Tại vội quá, xin lỗi nha. Ui da. Ủa, thư của công ty Phú Dĩ sao trong tay ông vậy? Thì tôi làm lon ton mà. Lon ton? Lon ton là chức vụ gì trong đó? Tôi ý đại khái tôi làm đủ thứ nghề hết á. Nhiệm vụ chính là ở nhà máy, nhưng bữa nay á, chú Năm nhờ tôi đưa cái này đi, thành ra là tôi kiêm luôn chức giao liên luôn. Hả? Giao liên? Lộn hết trơn rồi sao đây? Chết rồi. Có sao không vậy? Lộn là lộn làm sao? Tôi không có biết chữ, biết chút xíu à. Mà trước khi đi á, chú Năm đã dặn thứ nào là thứ nào hết trơn rồi. Bây giờ nó vậy hết trơn rồi, sao tôi sắp lại được? Trời ơi. Chết tôi rồi. Còn tôi nè, tôi sẽ chỉ cho ông, chịu không? Vậy là chị đi với tôi thiệt hả? Mà sao anh cứ kêu tôi chị hoài vậy? Anh lớn hơn tôi mà. À, hay gọi bằng tên đi ha. Dạ, tên... Em tên Thảo. Đức. Đức Thảo, tên dễ thương á. Mới đó mà đã biết định rồi. Có, nói thiệt mà. Thôi, vậy giờ mình đi nha. Đi. Ủa, ông con trai á, chẳng lẽ bắt tôi chở hả? Trời ơi. Vậy tôi chở nha. Nhanh đi. Nhanh, trễ giờ rồi. Nhanh nhanh. Rồi, chạy đi. Biết chạy không vậy? Dừng lại. Biết chạy không vậy? Nhỏ nó có xe đâu chạy. Không biết chạy sao nãy kêu, còn lên chạy nữa. Kêu dữ quá chạy luôn chứ sao giờ. Trời ơi, sao khờ quá vậy? Thôi ngồi đây đi, để tôi chạy cho. Xong chưa? Rồi. Trời ơi, ông bao nhiêu ký vậy? Sao nặng quá vậy? Tôi có 45 ký à. Ủa gì vậy? Trời ơi, ông nặng thiệt á. Chị ơi, có ai không? Chị ơi, cô Thanh này đi đâu rồi không biết nữa. Thanh ơi, Thanh. Ủa, cậu là ai vậy? Dạ, con chào giám đốc. Sao cậu biết tôi là giám đốc? Dạ, thì chú ở trong phòng giám đốc ra mà. Bộ đi từ phòng giám đốc ra là giám đốc hả? Dạ, con không biết đâu. Mà cậu là ai vậy? Dạ, con làm bên nhà máy á. Bữa nay á, chú Nam nhờ con chuyển giùm mấy lá thư này qua đây á. Sao tôi chưa gặp cậu bao giờ vậy? Con mới vô làm mấy bữa nay thôi hả? Ai đưa cậu vô làm vậy? Dạ, chú Năm Hương á. À, tôi nhớ rồi. Tôi có nghe chú Năm nói. Cậu làm việc quen chưa? Dạ, con mới vô làm, cho nên cũng chưa biết làm sao hết á. Có gì đâu mà sợ chứ.
cậu là người mới, lợi thế là tuổi trẻ, phải tự tin lên. Dạ. Thôi, đưa mớ thư này cho tôi. Sẵn đây tôi có việc nhờ cậu. Gửi lá thư này cho bác Hoàng, là giám đốc của công ty Thanh Hoàng giùm tôi nha. Dạ, cho con đi liền ạ. Dạ, con chào bà. Hồi nãy á, trên đường ra bến sông, con có tông cái ông lù khù kia té. Đặc biệt nha, ổng tự xưng á là mình làm chức vụ lon ton. Vô duyên quá. Lon ton thì lon ton, chứ bắt mới gì mà em cười vô duyên quá vậy. Em nói thiệt chứ bộ, lúc đó nha, có cô với chị Thủy, không có cười mới lạ đó. Chắc là cô phải tự thọt lét mới cười được quá. Cô Tự lét. Mà cô công nhận á, ảnh hiền queo à. Mà không biết sao còn nhỏ mà đã đi làm rồi. Nhưng mà ảnh mà con nói á, là con cái nhà ai vậy? Ổng á, là nhân viên mới công ty mình. Con có nghe á, ổng gọi ông Năm Hương á, là bằng chú. Chắc là bà con họ hàng xa vậy đó cô. Cái gì? Họ hàng với ông Năm á, thì hiền cái gì mà hiền? Sao? Cái con nhỏ này. Cô Noa ơi, mà công nhận á, bông lục bình đẹp quá cô ha. Con hả, học vẽ cứ pha hoài mà không có ra cái màu này đó cô. Ngày xưa sao cô? Ngày xưa cô cũng có một người bạn thân rất là thích bông lục bình. Vậy bây giờ cô đó ở đâu vậy cô? Cổ mất rồi. Ước gì á, một tuần có 2 ngày chủ nhật để đi chơi cho đã luôn ha. Hả? Chị đi chơi vậy mà chưa đã nữa hả? Thôi đi, chị xảo quá à. Lúc nào em qua rủ chị đi chơi á, chị cũng toàn học không à. Thì tại má chị cứ bắt chị học không à. Cứ suốt ngày một bài ca là sắp thi. Em biết á hả, đến nỗi điện thoại di động của chị cũng bị má tịch thu nữa đó. Dạ. Số chị đúng khổ luôn. Thì em cũng khổ lắm chứ bộ. Hè cũng phải đi học nữa. Mà em đỡ hơn chị học ít, chị là phải học nhiều. Suốt ngày rú rú trong nhà không à. Hỏi sao không biết chèo xuồng, không biết chèo cây.
Hay là hôm nay rảnh trốn được đi chơi, tí nữa em chỉ chị chào xuồng nha. Phải coi thái độ người học có tốt không đã. Ê, chị thấy không, cái ông lon ton đó. Đi 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 chị, lẹ đi chị. Làm sao tìm được má mình bây giờ? Đi chị, lẹ lên. Đi lên chị. Cái gì vậy? Nè em, thấy con cá không? Chị xích qua đi. Cái gì vậy? Nè, tôi đừng phá người ta nữa. Nè, thôi đi. Trời ơi, nguyên bầy luôn kìa. Hay. Cá quá trời kìa chị. Kìa kìa kìa. Ui, ổng nhìn em kìa. Thảo xin lỗi nha, tại thấy nguyên bầy cá nó đẹp quá. Thảo muốn chọi chơi thôi à. Cho Thảo xin lỗi nha. Thảo chỉ chọi cá thôi à. Thôi đi. Trời ơi, chị làm gì sợ vậy? Ổng hiền lắm. Cái con cá này kỳ quá. Nếu mà Thảo với ấy muốn chơi thì chơi đi, để tôi đi chỗ khác. Giả bộ làm cao nữa chứ. Cái gì mà làm cao? Tại em đùi dai quá đó. Lỡ như người ta đang có chuyện buồn muốn ở một mình thì sao? Thì em thấy ổng buồn nên em kiếm chuyện cho ổng vui. Ai dè ổng nhường chỗ cho mình luôn. Bây giờ người ta bỏ đi luôn rồi đó. Hay là mình chạy theo xin lỗi người ta đi. Quê rồi. Mà chị quên á, là ổng là người nhà của Năm Hương hả? Vậy thôi bỏ qua chuyện này đi. Mình đi về chứ không thôi bà nội chị trông. Chán quá. Đi. Đi về.